Cảm ơn quý vị đã chọn kênh BRT để cập nhật thông tin trước khi khởi động ngày mới. Thưa quý vị, càng ngày diễn biến của biến đổi khí hậu càng phức tạp hơn, những cơn bão càng khó lường hơn. Nhưng vì chủ quan nên đã có nơi có lúc chúng ta phải gánh chịu những thiệt hại lớn về người và của. Nhìn về những thiệt hại, những bài học kinh nghiệm từ những cơn bão đã qua để có những ứng phó kịp thời và thích hợp với thảm họa thiên tai là vấn đề được đề cập trong gõ cửa ngày mới hôm nay. Câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm trang trại trồng rau thủy canh đầu tiên tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng Heineken Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông thay đổi hành vi với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe cho những người làm nhiệm vụ truyền thông trong lĩnh vực an toàn giao thông trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh lạm dụng rượu bia đang trở thành vấn nạn thì việc thiết kế thay đổi hành vi là việc làm hết sức cần thiết để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng chia sẻ những ý kiến thông điệp được truyền tải tại buổi tập huấn nhiều ý nghĩa này. Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng kết cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Nhiều lao động tự do vẫn đứng bên lề bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, vào lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển hiện đang động rất mạnh. Là một trong số địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9, nên hôm qua đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác ứng phó với bão số 9. Cùng tham gia đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra thực tế tại điểm sơ tán dân tại trường tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ và khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Đến cuối giờ chiều ngày hôm qua, huyện Đất Đỏ đã tổ chức sơ tán hơn 3.500 người dân tại các vùng xung yếu. Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân khi sơ tán. Còn tại khu neo đậu tránh trú bão Bình Châu, Bến Lội, huyện Xuyên Mộc, 100% tàu thuyền của xã Bình Châu và hơn 100 tàu thuyền ngoài tỉnh đã được sắp xếp an toàn tại nơi neo đậu. Ngay sau buổi kiểm tra thực tế tại các địa phương, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục làm việc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đánh giá cao công tác ứng phó của tỉnh, đồng thời lưu ý địa phương phải kiên quyết di dời toàn bộ người dân ở các vùng xung yếu, ngư dân trên tàu và tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Tính đến cuối giờ chiều hôm qua, các phường xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã chằn chống 2.326 căn nhà, di dời 574 hộ với 1.763 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các phường xã liên tục thông tin diễn biến của bão đến người dân. Tất cả các địa phương đều chuẩn bị đủ số lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết theo các phương án sơ tán của địa phương đã ban hành. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với bão số 9, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa yêu cầu tất cả các phương án ứng phó với bão tại Bà Rịa phải đặc biệt bảo đảm tính mạng của người dân lên hàng đầu. Các đơn vị địa phương phân công trực 24/24 giờ đối với cán bộ công nhân viên cho đến khi bão tan. Cuối giờ chiều hôm qua tại huyện Long Điền đã có trên 950 tàu cá với hơn 5.000 thuyền viên vào bờ neo đậu an toàn tại các cảng cá trên địa bàn huyện. Tại cảng Tân Phước, cảng Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, cảng Hưng Thái, xã Phước Hưng, số tàu ghe vào bờ được bố trí sắp xếp neo đậu an toàn. Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với ban quản lý cảng cá và đồn biên phòng Phước Tỉnh vận động thuyền viên rời ghe vào bờ trước 12 giờ trưa. Các cảng cá đã hợp đồng với các tổ giữ ghe trông coi tài sản cho ngư dân. Huyện Long Điền có 725 tàu ghe của ngư dân hoạt động ngoài biển. Tất cả các tàu ghe này đều giữ liên lạc và đang ở trong các vùng an toàn. Từ sáng hôm qua, thành phố Vũng Tàu đã ngừng đón khách du lịch. Đến trưa hôm qua, thành phố đã hoàn tất việc di dời các dân sống tại các khu nhà tạm, nhà không kiên cố, lồng bè, khu vực dễ xảy ra thiệt hại đến nơi an toàn. Người dân di dời được chính quyền cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm theo quy định. Một số hộ dân chủ quan không chịu di dời đã bị Ủy ban Nhân dân các phường xã cưỡng chế. Nhiều thiết bị chuyên dụng cho công tác cứu hộ được huy động để sẵn sàng ứng phó với bão. Bão số 9 không ảnh hưởng trực tiếp đến Côn Đảo. Tuy nhiên,
hoàn lưu sau bão có thể gây mưa to dẫn đến sạt lở đất, ngập lụt. Vì vậy, hôm qua, đồn biên phòng, ban chỉ huy quân sự huyện và công an huyện Côn Đảo đã phân bố lực lượng xuống các khu dân cư hỗ trợ người dân gia cố chằng chống nhà cửa, sẵn sàng di dân đến nơi tránh trú an toàn. Tính đến chiều tối hôm qua 24 tháng 11, trên địa bàn huyện Côn Đảo có 253 phương tiện với 699 thuyền viên đang neo đậu tránh bão. Hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Phú Mỹ đã tổ chức kiểm tra công tác sơ tán nhân dân tại khu vực nuôi cá lồng bè dọc tuyến sông Thị Giải thuộc các phường Phước Hòa, Tân Phước, Phú Mỹ, Mỹ Xuân vào đất liền tránh trú bão. Dọc sông Thị Giải qua địa bàn thị xã Phú Mỹ có 150 hộ nuôi trồng thủy hải sản. Đến cuối ngày hôm qua, các xã phường đã sơ tán toàn bộ người già, phụ nữ, trẻ em từ lồng bè vào đất liền. Tiếp tục vòng quay 24 giờ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tổng kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018. Đến dự lễ tổng kết có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 10 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động được 79 lượt tổ chức và hơn 2.000 cá nhân tham gia cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Kết quả có hơn 2.800 địa chỉ nhân đạo với gần 9.500 người được trợ giúp với số tiền hơn 12 tỷ 200 triệu đồng. Trong năm 2018, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm tặng gần 22.000 xuất quà, giúp đỡ gần 500 địa chỉ nhân đạo, xây 10 căn nhà chữ thập đỏ, trao 95 xe lăn, 22 xe lắc, trao 12 con bò giống sinh sản, chuyển giao 3 con bê cho các hộ nghèo, tham gia tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo tỉnh Đắk Nông. Các cấp hội còn phối hợp với các đơn vị y tế, quân đội khám bệnh cho gần 270.000 lượt người nghèo, hỗ trợ miễn phí hơn 46.000 suất ăn cho bệnh nhân nghèo, vận động hiến hơn 16.700 đơn vị máu. Thưa quý vị, theo thống kê của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mỗi năm Bà Rịa Vũng Tàu có trên dưới 10.000 dân tạm trú hoặc nhập cư, và địa bàn thu hút người ngoài tỉnh vào sinh sống làm việc nhiều nhất là thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ. Thiếu sự tư vấn của nhân viên chuyên môn của các tổ chức đoàn thể nơi cư trú về bảo hiểm y tế, đồng thời do cuộc sống nhiều bấp bênh nên phần lớn vẫn lao động nhập cư tạm trú không mấy mặn mà tham gia bảo hiểm y tế, thậm chí nhiều người còn rất mơ hồ về bảo hiểm y tế. Chị Đinh Thị Đông từ quê Nam Định đến thành phố Vũng Tàu sinh sống. Hơn 4 năm qua, chị bươn chải với nghề bán bánh tráng, thu nhập hơn 6 triệu đồng một tháng. Sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt, chị Đông dành dụm gửi về quê nuôi các con, nên chưa bao giờ chị nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế. Mình có không xác định ở đây. Mình về ở quê, ở đây được lúc nào hay lúc đấy thôi, ở quê mà. Anh Đoàn Quốc Hùng đưa vợ con từ Vĩnh Long đến thành phố Vũng Tàu mưu sinh hơn 2 năm nay. Vợ ở nhà trông hai con nhỏ, một mình anh Hùng kiếm sống bằng nghề bán rau quả. Với thu nhập khoảng 7 triệu đồng một tháng, anh Hùng cũng chưa từng nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế. Tại cái khu nhà trọ của mình ở thì là cái địa phương thì có đến để mà vận động tuyên truyền tư vấn cái việc tham gia bảo hiểm y tế cho gia đình mình không? Dạ chưa. Vì sao mà em chưa bao giờ tham gia bảo hiểm y tế? Vì nói chung là buôn bán rồi đồng tiền để mua sinh lo vợ con, chưa có nghĩ tới cái tiền để mua bảo hiểm y tế. Vậy thì mình có nghĩ là đến lúc bệnh tật ốm đau thì mình có lo không? Dạ có chứ chị. Rồi mình tính làm sao? Thì lúc đó có tiền bao nhiêu lo bấy nhiêu. Tôi lên đây 10 năm rồi, tôi ở đây tôi mua bán, không ai tôi dắt chi chơi, tôi đâu biết gì đâu. Uống bệnh thì lại như tăng tiệm thuốc tôi mua không hả? Dạ. Là cũng như mà nhức đầu thì lại mua thuốc nhức đầu, bệnh gì thì lại đó mua, chứ còn vụ đó tôi không nghe ai nói gì. Theo số liệu của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2018, toàn tỉnh có thêm 11.000 người đăng ký tạm trú mới, tập trung nhiều ở thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh chưa có một thống kê nào về tình hình tham gia bảo hiểm y tế của những lao động nhập cư, tạm trú trên địa bàn tỉnh. Riêng những lao động ngoại tỉnh đến Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống vài năm trở lại đây mà phóng viên thời sự tiếp xúc trao đổi thì không một ai tham gia bảo hiểm y tế. Thu nhập bấp bênh, điều kiện sống còn nhiều hạn chế, lao động ngoại tỉnh là những đối tượng chịu nhiều rủi ro nếu chẳng may có vấn đề về sức khỏe, tai nạn. Do đó, việc tham gia bảo hiểm y tế với những lao động này là cần thiết
trong khi đây lại là những đối tượng bị bỏ quên trong các cuộc tuyên truyền tư vấn về bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu trong bối cảnh diện tích đất canh tác giảm và điều kiện thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Với hàng chục mô hình nông nghiệp công nghệ cao, huyện Châu Đức là một trong những địa phương tiên phong về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay mời quý vị cùng đến thăm trang trại nông nghiệp công nghệ cao Phương Huy, trang trại trồng rau thủy canh đầu tiên tại huyện Châu Đức, qua đó tìm hiểu về mô hình trồng rau trong nhà lưới, nhà màng thủy canh, một trong những giải pháp trồng rau sạch và an toàn nhất hiện nay. Trang trại nông nghiệp công nghệ cao của công ty rau củ quả sạch công nghệ cao Phương Huy tại ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức được hình thành từ đầu năm 2018. Trang trại có 2 hectare nhà lưới chuyên canh các loại rau ăn lá, rau ăn quả theo công nghệ thủy canh, bán thủy canh, tưới tự động. Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng rau thủy canh thường được hiểu đơn giản là trồng rau không cần đất hay cụ thể hơn là trồng rau trong dung dịch. Thủy canh là kỹ thuật trồng trực tiếp vào các môi trường dinh dưỡng hoặc giá thể như trấu, vỏ xơ dừa, than bùn. So với canh tác truyền thống, mô hình trồng rau thủy canh thể hiện nhiều ưu điểm về quy mô và kỹ thuật sản xuất, có thể linh động áp dụng các hộ gia đình lẫn nông trại, nhà vườn chuyên nghiệp. Tuy cái chi phí nó xây dựng cái hệ thống nhà màng này và cái hệ thống thủy canh này á, nó chi phí nó cao, nhưng theo mình tính theo cái lợi ích lâu dài á, thì nó rất là đạt và hiệu quả kinh tế. Hệ thống á, thì được máy hỗ trợ. Nên cái nhân công và thủ công thì nó hạn chế đi. Thứ hai nữa là mình trồng trong nhà màng thì cái điều kiện lý tưởng của nó ổn định. Thì cây rau nó phát triển một cách bình thường, nó ít sâu bệnh. Do được trồng khép kín, sử dụng các loại phân hữu cơ để chăm bón, đặc biệt không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại, nên toàn bộ các sản phẩm do trang trại sản xuất đều bảo đảm tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp sạch WKF. Hơn 60 sản phẩm rau củ quả được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp chứng nhận sản phẩm rau củ quả sạch an toàn đang được công ty Vương Huy cung cấp đến 10 trường mầm non trên địa bàn huyện Châu Đức, bếp ăn tập thể của các công ty và người dân trên địa bàn với sản lượng 2 tạ rau một ngày. Mình thấy nó sạch, với cái hệ thống trồng của người ta thì mình thấy cũng an toàn thì mình sử dụng thôi. Rau ngoài chợ với rau này thì nó cũng trên lời cũng không bao nhiêu hết. Nhưng mà ở ngoài chợ thì sáng bức thì nó cũng không được tươi lắm, mình cứ ghé đây là cứ nhổ lên là về mình sử dụng thôi. Hiện tại công ty Vương Huy tiếp tục mở rộng thêm diện tích sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch của người tiêu dùng. Mình cũng có điều kiện làm được những cái sạch thì quyết định mở hợp tác làm nhà màng để cung cấp những cái củ quả rồi rau thủy canh vô cho trường mầm non và cho cũng người dân ở địa phương này sẽ mở rộng tiếp. Để làm cho cái tỉnh huyện của mình là rạng rỡ, rồi cũng có nguồn rau sạch đem tới cho mọi nhà. Cơ sở sản xuất này là cơ sở mà tiên phong ứng dụng những công nghệ nhà màng trồng rau thủy canh, góp phần cung ứng cái sản phẩm mà có khả năng kiểm soát được cái đầu vào, tức là về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ phân bón. Tới đây thì cũng đang tiếp tục quan tâm theo dõi và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét để có những cái chính sách kêu gọi khuyến khích người dân mà hỗ trợ người dân đầu tư mở rộng cái hệ thống này. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6 đã xác định Châu Đức là địa bàn trọng điểm phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Chính vì thế, thông qua các chính sách để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, địa phương cũng khuyến khích phát triển trang trại, gia trại, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản nhằm phát huy lợi thế sản phẩm, lợi thế vùng và địa phương. Những thông tin thế giới nổi bật sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển đến quý vị trong bản tin thế giới 360 độ. Lao động nhập cư mất 25 tỷ đô la Mỹ một năm vì phí gửi tiền. Colombia máy thu hoạch cà phê tăng gấp đôi hiệu suất. Lao động nước ngoài tại Nhật có thể được trả phí hồi hương. Hạn hán tại Afghanistan khiến nhiều gia đình phải bán con. Pháp xem xét trả lại các tác phẩm nghệ thuật cho châu Phi.
Thưa quý vị, các tổ chức tài chính đang chịu sức ép sau khi báo cáo mới đây của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc UNESCO cho thấy phí gửi tiền tới một số quốc gia quá cao. Theo UNESCO, việc giảm phí chuyển kiều hối về quê nhà đối với người lao động nhập cư có thể làm tổng số tiền chi cho lĩnh vực giáo dục tại các nước đang phát triển tăng thêm 1 tỷ đô la Mỹ. Kiều hối là nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Ngân hàng Thế giới cho biết tổng lượng kiều hối được chuyển về quê nhà trên toàn cầu trong năm 2017 lên tới 613 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo báo cáo của UNESCO, chi phí chuyển tiền hiện vẫn cao, trung bình khoảng 7% trong tổng số tiền được gửi. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã cam kết cắt giảm chi phí gửi kiều hối xuống 3% theo các mục tiêu phát triển bền vững. Nếu mục tiêu đó được hoàn thành, người lao động nhập cư toàn cầu có thể tiết kiệm hơn 25 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Qua đó tăng chi tiêu cho giáo dục của các gia đình thêm 1 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đang xem xét việc thắt chặt các quy định đối với hàng xuất khẩu công nghệ cao. Đây được cho là một động thái mới nhất có tác động tiêu cực lớn và lâu dài đối với quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ Mỹ vừa cho đăng một danh sách các sản phẩm công nghệ mới có ứng dụng bảo mật quốc gia, từ trí tuệ nhân tạo tới bộ vi xử lý và người máy. Trên trang web Federal Register, việc đăng tải này nhằm lấy ý kiến công khai về việc có nên đưa những sản phẩm công nghệ cao vào diện phải tuân theo các quy tắc kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt hơn hay không, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới các nhà sản xuất Mỹ cũng như các khách hàng Trung Quốc. Nếu các quy định mới được áp dụng, những công ty như Apple, Google, IBM, Amazon.com và các công ty tương tự sẽ bị giới hạn việc nhập khẩu công nghệ của điện thoại thông minh kích hoạt bằng giọng nói, xe tự lái và siêu máy tính nhanh của Trung Quốc. Là quốc gia sản xuất cà phê Arabica hàng đầu thế giới, Colombia phải đối mặt với một vấn đề đau đầu là nhân công, khi luôn thiếu từ 60.000 cho đến 90.000 người để thu hoạch quả cà phê. Tuy nhiên, một chiếc máy mới được sáng chế gần đây được dự báo sẽ giúp giảm con số thiếu hụt này xuống một nửa. Khác với tưởng tượng về những chiếc máy đồ sộ thu hoạch hoa màu trên các đồng ruộng, chiếc máy thu hoạch cà phê DSC-18 rất nhỏ gọn. Rung động từ chiếc đầu máy như đầu kim này vừa đủ để khiến tất cả những quả cà phê chín rụng xuống, song không gây ảnh hưởng đến những quả xanh. Theo các nhà sản xuất, với mức giá 530 đô la Mỹ, chiếc máy này sẽ giúp tiết kiệm cho những chủ trang trại 20% chi phí thuê nhân công và giúp tăng gấp đôi năng suất của một nhân công, với việc thu hoạch được khoảng 176 kg quả một ngày. Hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi ở châu Âu có thể đã nhiễm một loại chất phụ gia chứa vi khuẩn biến đổi gen, vốn bị EU cấm sử dụng. Truyền thông Pháp vừa dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Hà Lan cho biết, 8 tấn phụ gia vitamin B2 được sản xuất từ chủng biến đổi gen của vi khuẩn Bacillus subtilis đã được bán tại Ba Lan, Italy và Hà Lan từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua. Số phụ gia này do công ty Sơn Đông của Trung Quốc sản xuất, được một công ty Hà Lan phân phối. Theo nguồn tin, khoảng 2,5 tấn phụ gia này có thể đã được sử dụng trong chăn nuôi tại Ba Lan. Những thông tin thú vị liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, tài nguyên môi trường, văn hóa và nghệ thuật sẽ tiếp nối bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đang xem xét yêu cầu các công ty nước này phải gánh chi phí về nước của các lao động nước ngoài nếu họ không đủ khả năng chi trả. Động thái này nhằm giải quyết quan ngại rằng việc áp dụng thị thực làm việc mới sẽ làm gia tăng số lượng người nước ngoài cư trú trái phép ở Nhật Bản. Quốc hội Nhật Bản đang xem xét những điều sửa đổi đối với luật kiểm soát cư trú nhằm áp dụng thị thực làm việc mới từ tháng 4 năm 2019. Chính phủ Nhật ước tính sẽ có thêm 345.000 lao động nước ngoài sẽ đến Nhật theo hệ thống cấp thị thực mới trong vòng 5 năm. Với thị thực mới, Nhật muốn nhận thêm lao động nước ngoài để khắc phục tình trạng thiếu lao động triền miên ở nước này. Theo hệ thống mới, các công ty thuê lao động nước ngoài sẽ được yêu cầu có hợp đồng. Theo đó, họ được trả lương và những khoản trợ cấp khác như lao động Nhật. Thưa quý vị, trận hạn hán chưa từng có tại Afghanistan đã đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh phải bán con để trang trải nợ nần. Liên Hiệp Quốc ước tính hạn hán đã cướp đi nhà cửa, mùa màng và cuộc sống của hơn 30% người dân ở quốc gia Nam Á này. Chị Mamarin đã lâm vào bước đường cùng khi phải quyết định mang con gái của mình cho một người đàn ông để đổi lấy 3.000 đô la Mỹ để cứu cả gia đình. Chồng chị đã mất, một mình chị phải nuôi 3 con nhỏ trong điều kiện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, chị không phải là trường hợp duy nhất ở Afghanistan. Số phận của cô bé Akila nằm cách đó chỉ vài mét trong một căn lều khá giả hơn ở trại tị nạn.
Người mua là Namuddin. Cuộc giao dịch này cũng có phần liên quan đến văn hóa trong xã hội Afghanistan. Con gái thường được trao đổi lấy của hồi môn, thay vì được quyền chấp thuận hay phản đối. Nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh bi thương này là do hạn hán kỷ lục. Theo Liên Hiệp Quốc, đợt khô hạn năm nay khiến số người phải di dời chỗ ở tăng cao hơn cả số người rời đi vì tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại nước này. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron vừa cho biết đã nhận được báo cáo kêu gọi hoàn trả cho các nước châu Phi các tác phẩm văn hóa nghệ thuật bị đưa ra khỏi châu lục này trong thời kỳ thuộc địa trước đây. Báo cáo do một sử gia nghệ thuật người Pháp và một kinh tế gia người Senegal soạn thảo đề xuất sửa đổi luật di sản của Pháp nhằm cho phép hoàn trả các tác phẩm văn hóa nếu các hiệp định song phương đã ký giữa Pháp và các nước châu Phi có đề cập các nội dung liên quan. Giám đốc các bảo tàng ở nhiều nước châu Phi cũng như những người ủng hộ trao trả các tác phẩm nghệ thuật vốn bị mua bán, trao đổi hoặc đánh cắp trong thời kỳ thuộc địa đã lập tức hoan nghênh khuyến nghị được nêu trong báo cáo. Tại thủ đô Mexico City của Mexico đã diễn ra buổi triển lãm trưng bày đá quý với tên gọi Đá của lửa và chiến tranh. Toàn bộ những mẫu vật trưng bày hầu hết được tìm thấy trong thời cổ đại của lục địa châu Mỹ. Các nhà tổ chức cho biết các mẫu đá quý ấn tượng tại triển lãm đều đến từ các nền văn hóa của người Mexico, Aztec. Đá quý và đá ngọc lam rất có giá trị trong thời kỳ cổ đại và tại Mexico nó được chế tác thành các trang sức, đồ vật sử dụng trong nghi lễ tôn giáo. Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 40 vừa khai mạc tại nhà hát Opera, thủ đô Cairo, Ai Cập. Ban tổ chức liên hoan phim cho biết năm nay họ đã mang đến cho khán giả những công nghệ phim mới nhất, chẳng hạn như thực tế ảo. Ngoài những công nghệ mới trong làm phim, ban tổ chức cũng lần đầu tiên thiết lập cơ sở vật chất phù hợp với những người khuyết tật, từ những người sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển tới những người bị suy giảm giác quan. Theo ban tổ chức, liên hoan phim năm nay đã nhận được 2.200 bộ phim đủ điều kiện dự thi, gồm 790 bộ phim truyện, 623 trong số đó là phim diễn tưởng, 167 bộ phim tài liệu và khoảng 1.300 phim ngắn. Các tác phẩm dự thi được gửi tới từ hơn 120 quốc gia. Thông tin về diễn biến cơn bão số 9 cũng như các tỉnh thành phía Nam ứng phó với bão tiếp tục là tiêu điểm được các trang báo đăng tải. Thưa quý vị, 4 giờ sáng nay 25 tháng 11, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 cho đến 90 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 130 km/h. Báo Thanh Niên đăng thông tin. Do ảnh hưởng của bão số 9, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã điều chỉnh nhiều chuyến bay đến khu vực Nam Trung Bộ để đảm bảo an toàn. Vietnam Airlines và Jetstar Pacific khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến đi từ Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và các sân bay khu vực phía Nam trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại. Báo Tuổi Trẻ đăng tin. Do được bảo vệ dân phố biên phòng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đến từng nhà dân sát biển, các bến tàu để vận động nên người dân đều đến nơi tránh bão an toàn. Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai trực 100% quân số và khẩn trương đề ra các biện pháp ứng phó với cơn bão số 9. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài: Đảo Phú Quý mưa lớn, nhà nghỉ khách sạn mở cửa miễn phí cho người dân trú bão. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, ngày 24 tháng 11 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã có mưa lớn kèm gió mạnh. Đây là nơi đầu tiên ảnh hưởng từ bão số 9, nên công tác ứng phó đã được địa phương này triển khai quyết liệt để người dân tránh bão. Một số nhà nghỉ khách sạn ở huyện đảo đã mở cửa đón người dân vào ở miễn phí khi bão đổ bộ. Thông tin về công tác phòng tránh bão số 9 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác được các trang báo đăng tải. Ở lĩnh vực giáo dục, báo Dân Trí có bài viết Nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phát huy sáng tạo, đổi mới sáng tạo, thì giáo dục mầm non không thể xa rời dòng xoáy này. Tuy nhiên, robot sẽ vẫn không thể thay thế được giáo viên mầm non. Ngành giáo dục mầm non vẫn phải mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bởi robot không thể thay thế được giáo viên mầm non là người mang lại tình cảm thương yêu, chăm sóc, sự dỗ dày cũng như tâm đối với trẻ. Việt Nam đã có công nghệ làm nước đá từ nước biển. Thông tin vui đối với bà con ngư dân được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
thay vì phải lấy đá làm từ nước ngọt trên bờ. Tới đây, người dân có thể sản xuất đá tuyết ngay giữa biển bằng nước biển để bảo quản hải sản đánh bắt được. Đây là kết quả một nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Công nghệ Cao, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hệ thống sản xuất đá tuyết này giúp giảm chi phí vận chuyển đá từ đất liền. Độ lạnh của đá tuyết nước biển sâu hơn đá bào từ nước ngọt nên làm lạnh nhanh hơn, bảo quản hải sản tốt hơn. Thưa quý vị, thời điểm này, thời tiết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến xấu do bão số 9 và dự kiến hiện tượng mưa to kèm theo gió lốc sẽ còn kéo dài cho đến ngày mai. Do đó, để đảm bảo an toàn thì chúng tôi khuyên quý vị không nên di chuyển ra khỏi nhà hoặc là nơi trú ẩn an toàn vào thời điểm này. Thưa quý vị, trong khi người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung mỗi năm đều phải đón ít nhất vài cơn bão, thì ở miền Nam lại hiếm khi có bão. Chính vì vậy, kinh nghiệm ứng phó với bão cũng như sự đề phòng cảnh giác của người dân đối với bão là rất ít. Bài học xương máu từ những thiệt hại của Khánh Hòa sau cơn bão Damri, cơn bão xảy ra vào ngày 4 tháng 11 năm 2017 là một ví dụ. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ bão Damri vào, tỉnh Khánh Hòa tan hoang vì bão, 44 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, thiệt hại về kinh tế khoảng 14.700 tỷ đồng. Sức tàn phá của bão Damri một phần đến từ biến đổi khí hậu, một phần là do sự chủ quan của con người khi ứng phó với cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Chỉ 2 tiếng đồng hồ mà có những gia đình chúng tôi là sạch sẽ luôn, không còn cái gì nữa. Thẫn thờ, ngỡ ngàng, thản thốt là tâm trạng của người dân Khánh Hòa, nơi vốn được mệnh danh là thiên đường không có bão. Biến đổi khí hậu, vấn đề toàn cầu không còn là chuyện riêng của bất kỳ quốc gia hay địa phương nào. Sự càn quét lịch sử của Damri, cơn bão số 12 ở Khánh Hòa đã cho thấy không còn khái niệm nơi an toàn nhất. Mức độ thiệt hại phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng xử của con người trước thiên tai. Dồn dập những thông tin cảnh báo đường đi của bão Damri. Từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận, hồi 16 giờ ngày 3 tháng 11, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây. Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão. Liên tiếp các cuộc họp khẩn về ứng phó với bão. Cả nước hồi hộp theo dõi diễn biến từng giờ của bão. Thế nhưng, người dân Khánh Hòa thì vẫn bình thản như không. Bờ biển Nha Trang, trước vài giờ bão Damri ập đến. Cảnh tượng này rất quen thuộc với người dân thành phố biển. Mỗi khi nghe nói Nha Trang sắp có bão. Mấy đợt trước thì nghe bão đi các vùng khác, mà hôm nay bão vô Nha Trang thử, hai chồng cũng nghỉ, con cái cũng được nghỉ, cho nên đi ra ngắm cảnh coi thử bão vô như thế nào. Em nghe mẹ nói ở đây có bão nên em ra đây xem nó sao, xong rồi em về nhà em còn phòng tránh được. Ra đây đỡ em coi cảnh biển Nha Trang khi đón cái cơn bão sắp tới này như thế nào. Sao gan vậy, không sợ hả? Dạ, em thấy mọi người ra bình thường em cũng ra. Chừng nào thấy mọi người mà vô thì em chỉ vô. Từ vài chục năm qua, Nha Trang, Khánh Hòa gần như chưa gặp phải một cơn bão lớn nào. Thêm vài lần dự báo thiếu chính xác, người dân càng chủ quan, càng tò mò, không một chút sợ hãi, lo lắng. Sống chết người có số rồi, không sợ nữa. Ung dung, vui vẻ là thái độ của nhiều người, mặc cho những cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bão Damri. Ở một nơi khác, hồ Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, trong ngày xả lũ trước bão. Thay vì lo chằng chống nhà cửa, những thanh niên này lại hồn nhiên bắt cá. Đùa giỡn với dòng lũ, mạo hiểm với tính mạng của chính mình là cách mà nhiều người dân ứng phó với bão.
ngày 4 tháng 11 năm 2017 là một ngày không thể quên đối với người dân Khánh Hòa. Damtry, cơn bão số 12 với sức gió cấp 12, giật cấp 15, đổ bộ trực tiếp vào vùng đất vốn trước đây rất yên bình và ít bão. Tương tự với sức uy hiếp của cơn bão Linda với các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long hay siêu bão Haiyan, sức càn quét của bão Damtry khiến Khánh Hòa tan hoang. Nó đi hết xuống còn cái nhà này, có cái gì nữa tầm tay luôn. Gần 2.000 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 3.000 căn khác bị tốc mái. Bão Damtry cũng đã cướp đi sinh mạng của 44 người và làm hàng trăm người khác bị thương. Không khí u ám, ảm đạm, bao trùm ở những nơi bão đi qua. Tại các làng chài, thôn xóm nghèo, đầu đầu cũng nhuốm màu tang thương. Không ít gia đình trong phút chốc mất cả 2 đến 3 người thân. Nhiều nhà mất đi trụ cột, lao động chính của gia đình. Sau cơn bão Damtry, Khánh Hòa, một trong những tỉnh nằm trong câu lạc bộ 16.000 tỷ của cả nước, gần như tê liệt cả nền kinh tế. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản, mất trắng. Doanh nghiệp lao đao vì nhà xưởng, máy móc, thiết bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại kinh tế do bão Damtry gây ra lên đến con số kỷ lục 14.700 tỷ đồng. Người dân thì thờ ơ, lơ là trước những thông tin cảnh báo về bão. Trong khi đó, sự lúng túng của chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng do lần đầu tiên gặp phải bão lớn cũng là nguyên nhân dẫn tới thiệt hại nặng nề. Đối với chính quyền địa phương cũng như là các cơ quan chức năng thì cũng còn có phần hạn chế trong việc kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp dằng chống nhà cửa để mà ứng phó với cơn bão. Một số trường hợp người dân đã quay trở lại khu vực nguy hiểm trong khi cái điều kiện về an toàn chưa đảm bảo đã dẫn đến những thiệt hại về người và tài sản. Phải mất nhiều năm để Khánh Hòa vực dậy sau bão Damtry. Tổn thất nặng nề là lời cảnh tỉnh cho những ai thách thức mẹ thiên nhiên. Ứng xử có trách nhiệm trước biến đổi khí hậu là vấn đề đặt ra đối với mỗi quốc gia, từng địa phương. Hậu quả sẽ rất kinh hoàng nếu con người bàng quan, đùa với thiên tai. Cũng tương tự tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu cũng nằm trong vùng ít chịu ảnh hưởng của bão. Vậy nên khi siêu bão Dorian, tức cơn bão số 9, đổ bộ vào địa phương vào tháng 12 năm 2006, mọi hoạt động của Bà Rịa Vũng Tàu gần như tê liệt vì bão. Và cách 200 năm, vùng đất này mới lại phải chịu một cơn bão kinh hoàng đến như thế. Vậy nên cả chính quyền và người dân địa phương đều đã không dành cho cơn bão này sự quan tâm cần thiết. Và hậu quả là sau bão Dorian, Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người trong số 12 tỉnh thành bị ảnh hưởng của bão, với 28 người chết, 16 người mất tích và 173 người bị thương. Càng ngày diễn biến của biến đổi khí hậu càng phức tạp hơn, những cơn bão càng khó lường hơn. Và để giảm thiểu thiệt hại về con người, về tài sản, chúng ta hãy nhớ đến những bài học từ những cơn bão đã qua, mà liên quan nhất là hai cơn bão Dorian và Damtry, để có những ứng phó kịp thời và thích hợp với thảm họa thiên tai này. Thưa quý vị, trong tuyên truyền về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, chúng ta vẫn thường nghe thông điệp uống có trách nhiệm hoặc đã uống rượu bia thì không lái xe. Nhiều những buổi nói chuyện chuyên đề về tác hại của rượu bia được tổ chức, chủ yếu là để phân tích về những căn cứ khoa học ảnh hưởng của bia rượu đối với cơ thể người, hay nói chính xác hơn là tác động của bia rượu đến cách vận hành lái xe của con người, phải không thưa quý vị? Song song với những buổi tuyên truyền đó là những đợt cao điểm xử phạt vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Thế nhưng nhìn từ thực tế thì tình hình sử dụng rượu bia vẫn chưa cải thiện. Phải chăng là cần có giải pháp khác biệt hơn để hướng người tham gia giao thông đến với mục tiêu uống có trách nhiệm?
Và đó cũng chính là lý do mà Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng Heineken Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông thay đổi hành vi với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe cho những người làm nhiệm vụ truyền thông trong lĩnh vực an toàn giao thông trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh lạm dụng rượu bia đang trở thành vấn nạn thì việc thiết kế thay đổi hành vi là việc làm hết sức cần thiết nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng chia sẻ những ý kiến thông điệp được truyền tải tại buổi tập huấn nhiều ý nghĩa này. Lâu nay, việc tuyên truyền về tác hại của bia rượu đối với sức khỏe con người nói chung và đối với vấn đề an toàn giao thông nói riêng thường khai thác ở khía cạnh khơi gợi nỗi sợ hãi của con người. Những người đến nghe tuyên truyền an toàn giao thông thường được cho xem những hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến bia rượu, để hình ảnh tang thương của tai nạn giao thông sẽ tác động đến tâm lý con người và từ đó điều chỉnh hành vi của họ. Nhưng việc sử dụng những hình ảnh như vậy lại không đem đến sự thay đổi như kỳ vọng. Đây là kết luận rút ra của bà Celeste Cruz-Cop, chuyên gia về thiết kế thay đổi hành vi. Một nghiên cứu trước đó về hiệu quả hình ảnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá trên vỏ bao thuốc đã cho thấy, hình ảnh một người bệnh hom hem, ốm yếu, thực chất chỉ gây nghiện thêm đối với người hút thuốc và hoàn toàn không ngăn chặn được họ tiếp tục hút. Do vậy, việc tuyên truyền không phải là cấm đoán hay hù dọa, vấn đề nằm ở chỗ phải hiểu được tâm lý của con người đến đâu. Thời khắc nào khiến một người đưa ra quyết định để từ đó có những gợi ý để họ ứng xử phù hợp với những quy định một cách tự nhiên nhất. Mục đích của buổi tập huấn ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các đại diện của Ban An toàn Giao thông các tỉnh về cách tìm hiểu về hoạt động của não bộ, tâm lý con người và thời điểm quyết định hành vi. Hiểu được điều này, các bạn sẽ có thể có những giải pháp để thay đổi hành vi. Để tác động thay đổi hành vi uống rượu bia thì không lái xe của người tham gia giao thông. Phương thức tuyên truyền truyền thống chưa đạt được hiệu quả, nên rõ ràng cần phải chú trọng hơn đến việc tìm hiểu tâm lý con người để thiết kế thay đổi hành vi. Và đó là nguyên cớ để Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Heineken, một thương hiệu tên tuổi trong lĩnh vực đồ uống có cồn, phối hợp thực hiện nghiên cứu thói quen, hoàn cảnh xã hội và những trở ngại khiến người tham gia giao thông không làm theo khuyến cáo, đã uống rượu bia thì không lái xe. Chúng tôi kết hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng như là một đơn vị kinh doanh khác, đó là Grab và Uber, để cùng nhau đưa ra những giải pháp để hỗ trợ người tiêu dùng sử dụng taxi sau khi đã uống rượu bia. Chúng tôi mong rằng mình sẽ góp phần thay đổi quan điểm mà các bạn thường nghĩ, đó là sau khi đã uống rượu bia mà đi taxi về thì là một người không mạnh mẽ. Tại Việt Nam, rõ ràng là không thể cấm hoàn toàn việc sử dụng rượu bia. Vậy thì giải pháp là phải làm thế nào để hạn chế được tình trạng người tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông? Heineken Việt Nam đưa ra theo gợi ý của chuyên gia thiết kế thay đổi hành vi, tặng thực khách 50.000 đồng tiền phí Grab để về nhà dù khách chỉ uống một ly bia tại các điểm bán kiểu mẫu mà Heineken phối hợp với nhà hàng tổ chức. Chịu một phần phí di chuyển, đó là thiện chí của Heineken Việt Nam trong việc nỗ lực cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu. Ngoài ra, Heineken còn phối hợp với các chủ nhà hàng, quán ăn, tổ chức điểm giữ xe cho khách hàng qua đêm. Là một doanh nghiệp ăn nên làm ra trong lĩnh vực đồ uống có cồn, tuy nhiên Heineken không đơn thuần coi những người sử dụng sản phẩm của mình là khách hàng, mà trước hết nhìn họ ở góc độ người tham gia giao thông. Trên Heineken toàn cầu thì chúng tôi đã cam kết sử dụng 10% chi phí tiếp thị quảng cáo của nhãn hiệu Heineken cho chương trình uống có trách nhiệm, đặc biệt là chương trình đã uống rượu bia không lái xe tại Việt Nam. Đối với Heineken Việt Nam thì trong năm qua chúng tôi đã đầu tư 16% và đặc biệt là chúng tôi kết hợp với các chuyên gia như cô Celeste Grukov để đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn. Việc áp dụng mô hình điểm bán kiểu mẫu như thế này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các chủ nhà hàng cũng như thực khách. Thật sự là trước đây là cách đây một tháng là trong các cuộc họp với lãnh đạo là cũng đã có đề xuất là đưa ra chương trình này là kết hợp với một hãng vận chuyển khách hàng taxi hoặc là Grab gì đó để mình chuyển hàng, thì vừa họp xong ra thì có nhận được một cái thông tin rằng là bên đối tác nhà máy bia Việt Nam họ có chương trình này. Thật sự là khi nhận được cái thông tin này thì bên nhà hàng rất là vui phấn khởi, cũng như là hợp tác, rất là hỗ trợ trong việc hợp tác luôn về tất cả những bảng hiệu hay là những cái
về mặt truyền thông, nhân viên cũng truyền thông tới khách hàng về thông điệp này. Tôi cùng bạn của mình đến đây để sau giờ làm vui một chút á, thì lúc mà vô thì tôi thấy mấy cái banner rồi poster rồi standee trên bàn, tôi vô ngồi bàn á thì mới thấy mấy cái chị đến giới thiệu về chương trình thì em thấy rất là hay. Gia đình tôi thì cũng có người bị tai nạn giao thông mà mất là sau khi uống rượu bia mùa Tết á, thì tôi thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa có cho cộng đồng. Ví dụ những người mà uống say á thì người ta có thể sử dụng cái mã của Grab để đi về nhà an toàn hơn, và cái người thân ở nhà của họ nó cũng sẽ yên tâm hơn. Tại khóa tập huấn truyền thông thay đổi hành vi do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng Heineken tổ chức cho Ban An toàn Giao thông các tỉnh khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình điểm bán kiểu mẫu này đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia giới thiệu như là một ví dụ điển hình về thiết kế thay đổi hành vi của người tham gia giao thông. Mô hình này được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá là một mô hình có tính khả thi cao trong việc kéo giảm tai nạn giao thông do bia rượu. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25 tháng 11 năm 2018. Thông tin cập nhật về cơn bão số 9. Từ đêm qua đến sáng nay, bão số 9 bất ngờ đổi hướng từ Tây Tây Nam sang Tây Tây Bắc, đi theo đường vòng cung. Do vậy, đến 4 giờ sáng nay, bão vẫn cách Vũng Tàu khoảng 60 km, cách Bến Tre 110 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km. Bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão. Trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Với tốc độ di chuyển chậm, chỉ khoảng 5 đến 10 km một giờ, đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11, cấp 12. Theo nhận định mới nhất của các cơ quan khí tượng, khoảng 8 đến 9 giờ sáng nay, tâm bão số 9 sẽ áp sát bờ biển Bà Rịa Vũng Tàu. Do ảnh hưởng của bão số 9, ở vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13, biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 5-7m, vùng gần bờ cao 2-4m. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25 tháng 11. Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều nơi trong tỉnh đã có mưa to và gió giật mạnh. Sáng sớm nay, khu vực đất liền Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng ven biển có gió giật cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Nhiều nơi có mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy và sét trong hoàn lưu bão. Tổng lượng mưa được dự báo khoảng 150-250mm, nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và đô thị. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13, biến động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 5-7m, vùng gần bờ cao 2-4m. Đề phòng khả năng gây ngập úng ở một số vùng trũng thấp ven biển. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, có mưa rào đến mưa to. Gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo, trời nhiều mây, có mưa bão, tầm nhìn 4 đến 10 km. Đêm nay, gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Tại Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2018, mực nước cao nhất 420cm xuất hiện lúc 2 giờ 5 phút, thấp nhất 90cm xuất hiện lúc 8 giờ 5 phút. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.